Dạ vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin gửi lời chào các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu thích hát karaoke. Trong clip ngày hôm nay, Điện tử Cao Phong sẽ giới thiệu và cung cấp cũng như là phân tích đến các bác và toàn thể anh em cái chất lượng tuyệt vời của những dòng âm ly, hay còn gọi đẩy liền vang, vang liền công suất, tức là nó có những cái tên gọi theo vùng miền. Boss Sen, đời này là đời rất là cao, TK 73001, dòng âm ly 5 số các bác nhé, dòng âm ly 5 số, con này chạy 12 sò, chạy nguồn chuyến tròn, rất là giá trị. Em phân tích cho các bác là một số dòng âm ly khác trên thị trường nó chạy cái nguồn của nó là nguồn sắt vuông, tức là cái nguồn lá xếp mỏng mỏng như là cái tờ giấy các bác, xếp lại nó thành một cái nguồn vuông ấy, thì không bao giờ bằng cái nguồn biến áp này. Các bác nào quan tâm đến nội thất thì nán lại một ít phút nữa, Cao Phong sẽ tháo những cái nắp này ra để các bác cùng chiêm ngưỡng bên trong. Đây là Cao Phong muốn cho các bác chiêm ngưỡng toàn bộ cái vẻ bên ngoài nguyên bản của chiếc âm ly Boss Sen, model là TK73001. Lô này em về được 20 con, trong vòng 3 ngày em đã bán chuẩn bị hết. Và những cái lô này như hàng đẹp như này thì nó cực kỳ hiếm các bác nhá. Trên thị trường nó có những dòng 8 sò, 4 sò, cái đời sâu thì mên vỉ các cái của nó rất là cũ. Đấy, chưa nói đến nhiều con còn sửa đi sửa lại. Những cái dòng này thì nó là đời cao, mên vỉ máy móc của nó em hứa với các bác, lát em nhấc cái nắp ra, nó đẹp như mới luôn. Và bao zin tuyệt đối, chưa có bất kỳ một mối hàn nào mà bàn tay con người làm thủ công can thiệp vào. Tức là nó nguyên bản hết về cái máy móc cũng như là cái độ đẹp của nó, các bác nhìn nhé, độ đẹp của nó này. Và nó còn nguyên bản cái tai này. Tức là một số dòng về nó mất cái tai này, nó là hàng bãi, và cái tai này có thể là tháo ra lắp vào tùy ý các bác. Nhưng nhiều cái nó mất cái tai này, thì cái mất cái tai này nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh, nhưng nó sẽ ảnh hưởng về hình thức rất là nhiều. Bởi vì khi nguyên bản của nó có hai cái tai này, các bác nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, nguyên bản cái tai này nó hầm hố, còn bên kỹ thuật thì người ta dùng hai tai để bắt vào các cái tủ kỹ thuật, nhưng còn các bác thì hai tai nó có tính chất là trưng bày rất là đẹp. Boss Sen model của con này là đời cao, 5 số TK73001, và con này nó có chế độ là low nớt nó, và nó đặc biệt này các bác nhìn nhé, nó có cả cái tính năng hiện đại như em đã giới thiệu rất là nhiều video. Khi các bác mở âm lượng to của ngày hôm trước, hoặc là lúc sử dụng trước các bác sử dụng, hoặc là nhà trẻ nhỏ hoặc người lạ, người ta vặn vô tình vặn lên rất là lớn như này, thì khi sử dụng những con âm ly khác thì nó không có tính năng này, thì nó sẽ làm một cái tiếng cực kỳ lớn, nó sẽ gây ra cháy loa, chết loa, chưa nói là giật mình. Nhưng con âm ly này khi các bác để âm lượng lớn, kể cả hết cỡ luôn, thì ngày hôm sau hoặc là lúc lần sau sử dụng, các bác bật nguồn lên, các bác nhìn nhé, cái đèn này nó sẽ chớp, cái đèn này nó chạy, và con này nó sẽ xoay về không, bắt đầu nó mới đóng le để các bác sử dụng, nên an toàn cho loa, không gây giật mình. Đấy, câu này nó tính năng của nó quá tuyệt vời luôn. Các bác nhìn đèn hết nhấp nháy là các bác có thể sử dụng được đó. Này, nhích volume đó. Tiếng rất hay. Vâng, em sẽ giảm âm lượng đi để giới thiệu đến các bác. Dòng âm ly này công suất của nó có thể đánh một cặp full 40 từ 22 côn 100 hoặc hai cặp full 30. Tại sao em nói là đánh được hai cặp full 30? Bởi vì cái cấu hình con này, nó nguồn biến áp của nó phải hội tụ nhiều yếu tố thì các bác có thể chơi được hai cặp full 30 rất đơn giản. Bởi vì cái nguồn của nó là nguồn giá trị như nguồn cục đẩy luôn. Có dòng âm ly khác, kể cả có 12 sò, nhưng nguồn của nó là nguồn lá sắt vuông thì cái công suất của nó không bằng con này. Đấy, cái lên lát nữa em sẽ nhấc, em tháo ra cho các bác. Và nó có chế độ low nớt. Đồng thời các bác có thể nhìn này, 1 2 3 4 cái nút trắng này thì tương ứng với 4 cái cổng cắm phía đằng sau. Các bác có thể kết nối liền lúc 4 thiết bị liền, ví dụ tivi, điện thoại, máy tính, laptop, ví dụ thế. Thì khi sử dụng cái thiết bị nào là các bác chỉ cần chuyển cửa nhấn nút này, hoặc là các bác thao tác rất đơn giản, các bác không phải rút ra cắm vào như là dòng âm ly khác mà nó chỉ có một cửa, hai cửa. Khi các bác rút ra rút vào cái tủ kệ các bác nó chật, nó rất bất tiện, nhưng con này nó liền lúc kết nối luôn 4 thiết bị. Và đặc biệt con này các bác chỉ cần cắm mic vào là các bác hát karaoke và nghe nhạc rất là hay. Đó, con này phải nói là nó được mọi điểm luôn. Đây hình thức các bác nhá, hình thức của nó đẹp tuyệt vời luôn. Còn các cái vi tinh chỉnh này em đã giới thiệu rất nhiều các bác, thì nó chia làm 3 khoảng: chỉnh nhạc, chỉnh mic tone và chỉnh echo vang nhại. Có low note, có chế độ low note, và có tính năng hiện đại là khi các bác mở âm lượng là volume sẽ định về không. Đó, và đây tất cả hình thức còn cực kỳ đẹp luôn, phải nói là hình thức điểm 10 luôn cho các bác. Còn bác nào quan tâm nội thất thì đây, em sẽ dùng cái khoan này em tháo cái ốc này ra. Cái tai này các bác lưu ý là có thể lắp vào tháo ra tùy ý các bác. Đấy. Nhưng mà lắp vào nhìn rất là đẹp luôn, nhìn nó hầm hố đẹp luôn rất là nhiều. Kể cả nhiều khi là đấy, các bác nhìn nó bỏ cái tai này, nó không có cái tai này thì nó như này.
nó sẽ bị trục lục như này thì nó xấu hơn nhiều đúng không? Đây em đã tháo sẵn bớt khá nhiều ốc rồi, chứ còn của nguyên bản của nó cực kỳ nhiều ốc luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, không có tai này. Đó. Thì nó không ảnh hưởng như chất lượng âm thanh nhưng mà nó sẽ xấu hơn rất là nhiều. Đấy, nó còn nguyên bản cái tai này em tháo nắp này. Đây các bạn nhìn nhá. Tại làm sao trên thị trường các bác nhìn này, trên thị trường có những con âm ly nó cũng 12 sò. Nhưng cái nguồn của nó là nguồn sắt vuông các bác nhá. Thì không bao giờ nó bằng cái nguồn như này. Các bạn nhìn cái nguồn của nó này, to như nguồn cục đẩy luôn. Và đây là dây đồng nguyên chất luôn nhé. Và điểm tuyệt vời nữa cho các bác là con này nó chạy 4 tụ. Đấy, những con âm ly khác các bác mua tại sao là nó chênh lệch tiền triệu luôn, nó rẻ hơn tiền triệu luôn, nhưng con này nó chạy 4 tụ này, các bác nhìn này. Nó giá trị chưa? Nguồn biến áp xuyến tròn, làm mát hai quạt, làm mát quạt gió, hai quạt gió, một quạt hút một quạt gió đẩy, và mên vỉ các bác nhìn này, nó đẹp như mới này. Đây. Bởi vì nó là đời cao, rất là cao. Máy móc mình thì nó đẹp xuất sắc luôn. Đó. Nó đẹp như này, các bác nhìn nó đẹp như này mà. Đấy, tất cả em bao zin có nghĩa là toàn bộ trong cái nội thất của nó đẹp xuất sắc như này. Chạy 12 sò lớn Toshiba này các bác nhìn. À, vế bên đây 6 con này. Và vế bên đây 6 con nữa này. Toàn bộ sò lớn Toshiba nhá. Đó. Rất khỏe luôn. Nó họ có nghĩa là nó âm ly nó khỏe, nó hay, nó cộng nhiều yếu tố. Nó khỏe thì nó liên quan đến nguồn biến áp này. Liên quan đến sò này, liên quan đến tụ lọc này. Đấy các bác nhìn nhé, và nó hay thì nó cộng với những cái linh kiện, nó toàn bộ linh kiện đắt tiền này, xịn sò đắt tiền này, thì nó sẽ hay. Nên tại sao là các bác trên thị trường ấy có những con âm ly mà nó 8 sò, thậm chí nó 12 sò, nhưng nó rẻ đi, rẻ rất là nhiều, bởi vì nó đời rất là sâu, nó cũ nát thì nó sẽ rẻ. Nhưng con này có nhìn thấy mên vỉ của nó khác gì hàng đập hộp không, rất là rẻ đi, rất là đẹp này. Các bác nhìn những cái con chân phích cắm này, nó vẫn còn nguyên keo đánh dấu này, chưa một lần rút ra nhé. Đó, kể cả khi các bác sửa bất kỳ một cái linh kiện nào trong này thì các bác phải tháo vỉ, thì các bác phải nhấc những cái phích này ra. Như đây nó chưa một lần nhấc ra này. Đó, 12 sò lớn Toshiba, rất là giá trị luôn. Mên vỉ máy móc đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Tại sao là các bác phải hiểu là tiền nào của đấy. Trên thị trường các bác mua những đồ bãi nó có thể chênh nhau tiền triệu, thậm chí vài triệu cũng có, chứ nói là 1 triệu, vài trăm nghìn. Đấy, cái nguồn của nó giá trị chưa? Các bác nhìn những con âm ly mà cái nguồn của nó bằng cái nguồn sắt vuông ấy, thì cái nguồn đấy không bao giờ bằng cái nguồn này. Cái nguồn này nó to mà nó khủng như là nguồn cục đẩy luôn. Các bạn nhìn này, nó to dã man luôn. Lại còn chạy 4 tụ này. Đấy, bình thường những con âm ly 12 sò khác hoặc là 8 sò khác ấy, nó chỉ chạy qua 2 quả tụ thôi, nhưng con này nó chạy 4 tụ luôn. 12 sò, tức là cái con này nó từ ngoại thất đến nội thất nó được mọi điểm luôn. Nên tại sao một lô 20 con em bán đúng trong vòng 3 ngày, là hôm nay chỉ còn số lượng rất là ít. Đấy, mà hết cái lô này thì em nói bác nhiều bác mơ ước không biết là bao giờ mới có. Đấy, bác nào mà quan tâm và muốn hát karaoke hay, không phải đầu tư nhiều, những dòng này em nói với các bác là chỉ cần kết nối mic, kết nối nhạc vào hát karaoke với những đôi loa bát 40, một đôi 40 từ 22 côn 100 hoặc hai đôi 30 từ 17 côn 76, còn 25 thì đơn giản, thì các bác hát karaoke hay hơn cục đẩy rất nhiều. Kể cả bản thân em bán cục đẩy đáp ứng cho các bác, nếu các bác nào cần cục đẩy em có cục đẩy, rất nhiều cục đẩy, vang số vang cơ đều được hết. Nhưng mà em hứa với các bác cục đẩy ghép với vang mới lọc, kể cả những thiết bị khác, nhưng hát karaoke gia đình các bác hát không bao giờ bằng con âm ly này. Bản thân em hát karaoke quá nhiều bằng cục đẩy, vang số, vang cơ, nhưng cái chất âm của nó thua âm ly hết, bởi vì tiếng âm ly nó rất là mềm, tiếng hay, tiếng dẻo, hát karaoke hay và nghe nhạc cũng hay. Nói chung là con này nó được mọi điểm luôn. Đấy, các bác lưu ý nhé, cái tai này các bác này, lắp vào tháo ra tùy ý các bác nhé, lắp vào nó đẹp hơn cực kỳ nhiều luôn. Đó. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu để chốt hạ những con âm ly phải nói là chất lượng, em hứa với các bác không bao giờ thất vọng khi sở hữu những con âm ly này. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Em có nhìn này. Đó. Đây, em chỉnh cái volume này, nó lên cao này. Đấy, các bác đóng bật công tắc này. Các bác nhìn này. Đấy, cái phích cắm đằng sau nó lỏng bởi vì em xoay. Đó. Đây, các bác nhìn này. Nó quá tuyệt vời luôn, chớp này nó về không này. Đó. Hàng bao zin tuyệt đối luôn. Bạn nào phát hiện một mối hàn ở con âm ly này, em biếu không con âm ly này luôn. Một mối hàn do con người sửa chữa, em biếu không quá con âm ly này luôn. Đó. Quá tuyệt vời luôn, chất âm con này thì quá hay này. Đó. Tiếng cực kỳ hay luôn, có low note này. Đó. Đó. Rất hay luôn. Em giảm đi nói các bác nghe rõ. Đó, và đây là phía sau nhá các bác nhá. Phía sau này. Rất là nhiều ngõ vào đây.
Em vừa quay bác là 1, 2, 3, 4 cái nút đằng trước thì tương ứng với lại 4 cái ngõ vào phía sau này. Có đường video này. 3 ngõ mic phía trước nhá và 2 ngõ mic phía sau. Rất nhiều ngõ mic và đây nó con này nó còn có cả cái nút đằng sau này là nút giới hạn âm lượng cho đường mic và cho đường music, tức là đằng trước nó đã volume nó trở về không rồi. Nhưng đằng sau nó còn có một cái nút giới hạn, tức là các bác đặt tầm khoảng một nửa công suất cho mic và một nửa công suất cho nhạc thì cái volume đằng trước kia mà vặn hết cỡ lên nó chỉ được một nửa thôi. Đây, các bác nhìn nó hai cái nút này đằng sau này là giới hạn nhé. Các bác đặt bao nhiêu tùy ý, từ 0 đến max, tức là từ 0 đến 100, 100. Có cứ đặt 50% một nửa đi hay 40% đi thì cái âm lượng của mic đằng sau kia các bác, à đằng trước kia các bác vặn hết cỡ lên nó chỉ được một mức nhất định thôi. Rất tuyệt vời luôn. Con này có chống hú này, làm mát bằng quạt gió nhé. Đó. Và có chế độ low note, có cầu chữ U này, tức là đầy đủ hết. Rất tuyệt vời. Phải nói là con Omni này được mọi điểm, các bác nhìn quay từ đằng trước, từ sau nhìn về đằng trước à. Đó, chạy 12 sò lớn Toshiba nhé. Nguồn biến áp chuyến tròn. Những cái dòng Omni này nguồn biến áp tròn này các bác kiếm rất là hiếm, ít khi có nhé, không phải lúc nào muốn dòng biến áp tròn này cũng có đâu. Đó, và 4 tụ, chạy 4 tụ luôn. Bình thường những dòng khác này chỉ có 2 tụ này. Nhưng mà này 4 tụ luôn. 12 sò, máy móc nó quá đẹp luôn. Mới tinh, quá đẹp. Đó. Tại sao nó chênh nhau, các bác ổ mua chỗ ấy chỗ nọ nó chênh nhau, đúng chênh nhau tiền triệu, em hứa các bác dòng hàng bãi này cứ chênh nhau tiền triệu quá, tiền nào của đấy các bác, hàng bao zin tuyệt đối, em đã hứa các bác là các bác phát hiện một mối hàn nào trong này mà do bàn tay con người sửa chữa em biếu không con âm ly này luôn, rất đẹp luôn, nói cực kỳ xịn sò, mới tinh như này, đời nó cao đấy. Nhiều con các bác mua rẻ, người ta gọi của rẻ của ôi, mua rẻ về cũ nát nó sửa chữa gọi là không còn cái chỗ nào để mà sửa chữa nữa thì nó rẻ đấy, con âm đi nó mới tinh, cả hàng như kiểu gái còn còn trinh còn zin như này, giá trị rất là nhiều đấy. Một lần nữa các bác có nhu cầu thì các bác liên hệ với em sớm theo hai số điện thoại, cũng là hai số Zalo 077226096 và 0368724218, có hai số đều có Zalo đấy, em kết nối Zalo em gửi hình ảnh chi tiết chính con này cho các bác. Mến chào các bác và anh em.